Xin chào các bạn, có một bạn ở trên Facebook thì đã inbox hỏi mình và giúp bảo là mình nhận xét cho cái bài làm khẩu súng này. Thì sau khi làm xong thì bạn đã inbox mình và hỏi ý kiến, thì bây giờ mình sẽ làm một cái video để mà chỉ cho bạn một số cái lỗi để mà trong cái quá trình mình tự học và làm thì sẽ có một số phát sinh. Thì mình thì có một cái kênh YouTube thì có một số bạn đã biết và bạn biết mình làm về cái bảng này thì khá là nhiều thì muốn hỏi ý kiến của mình, thì mình sẽ làm một cái video này để mà tổng hợp lại một số những cái lỗi thường gặp trong cái quá trình học và làm. Thì ở đây thì cái bạn này bạn ấy dựng khẩu súng nhưng mà chỉ có một cái ảnh tham khảo thôi, chứ không 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 tìm kiếm những hay là những cái một tài liệu để mà hiểu rõ được cái khẩu súng này, những cái cấu tạo của nó. Thì đây xem qua là cái ảnh tham khảo mà bạn ấy gửi cho mình, thì mình có hỏi là khi dựng ấy thì là có những cái ảnh tham khảo nào, thì bạn ấy cho mình một cái ảnh tham khảo này thì để mà dựng một cái mô hình từ thực tế lên lên trên mô hình 3D. Thì một cái ảnh này thì gần như là rất là khó để mà làm, tại vì là mình không hiểu được những cái diện khác, những cái đây chỉ là một cái mặt cắt ở mặt bên thôi. Thì những chi tiết khác như phần cò súng này, phần phần nòng súng này, hay là những cái chi tiết ở chỗ cái chỗ giữa này là một cái chi tiết khó, thì cái này thì bản chất là nó có thực tế nên là rất là khó để mà tưởng tượng ra được. Thì mình sẽ phải tìm những ảnh tham khảo để mà hiểu được nó và sẽ phân tích ra và mới làm được, chứ không phải là mình tưởng tượng ra. Thì bạn này thì chỉ dùng một ảnh tham khảo và sẽ đã tổng hợp một số cái ảnh tham khảo khác, nhưng mà về cơ bản này cái hình khối của nó thì đang đang không được đảm bảo, nó không đúng lắm, cái cấu tạo ở cái chuỗi chi tiết này này đang chưa đúng này, và một số những cái chi tiết khác thì nhìn qua thì cái việc hình khối thì cũng gọi là nắm bắt được cái phần đại ý của cái khẩu súng này, chứ chưa 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 sát lắm. Thì đấy là về phần mô hình. Còn về phần 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 texture nhé, phần texture này thì nó sẽ liên quan đến cái việc làm chảy UV nữa cơ. Thì cái mô hình này của bạn ấy đã chảy UV trên cái phiên bản là high poly, thì mình hỏi qua thì bạn ấy bảo là bạn đã chảy UV trên bản low poly, sau đó thì bạn tăng lưới, có nghĩa là dùng dùng cái kiểu subdivision ấy, xong rồi tăng lưới UV xong sau đó tăng lưới nhé, chứ không phải là tăng lưới xong mình chảy trên mô hình high poly. Thì đây là cái mô đây mình bật sâu qua cái phần 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 wireframe này, thì đây là cái mô hình high poly mà bạn ấy sử dụng để mà làm texture. Thì mọi người lưu ý một cái là vấn đề là khi mình làm thì mình sẽ phải có cái mục đích mà mình làm với cái mục đích gì, thì mình sẽ phải có một cái tiêu chuẩn nhất định trước khi làm. Thì thường nếu mà làm cho game ấy thì sẽ gần như là sẽ không bao giờ làm trên cái bản có cái mật độ lưới cao như này, và nếu mà làm cho phim ấy thì cái việc làm thì những cái lưới ấy, hay là những cái chỗ cạnh hay là cái số lưới đó nó phân bố cho những cái đối tượng này thì cũng phải lưu ý, chứ cũng không phải là nếu nếu mà làm trong phim thì tất nhiên là làm trên bản high poly rồi, nhưng mà sẽ có cái việc là lưu ý khi UV nó sẽ như thế nào thì cần phải lưu ý. Nên là cái việc là cái số lượng lưới để mà làm cái khẩu súng này thì hiện tại là mình đang thấy là khá là nhiều so với cái việc là chuẩn game hoặc là hay là chuẩn chuẩn cho phim, thì nó cũng cũng chưa chưa đúng lắm. Nói chung là chưa có cái mục đích rõ ràng khi khi mình xác định là làm cái khẩu súng cho mục đích gì. Còn để mà training, nói chung là để mà làm gì ấy, thì mình cũng cần có một cái mục đích nhất định, và sẽ trong cái quá trình học thì sẽ thường là sẽ follow trong một cái chuẩn nào đó, chứ không phải là làm theo kiểu là đại khái như này. Thì về vấn đề là số lượng lưới thì hiện tại đang đang rất là linh tinh nhé, chưa 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 theo chuẩn nào cả. Tiếp đến thì cái phần UV UV cái khẩu súng này thì hiện tại đang đang mình xem qua cái phần UV nhé, thì cũng khá là linh tinh, chứ nó chưa có cái đúng cái việc chạy UV đúng đúng ở đây là cái việc là UV này, cái phần phần xếp UV đi, xếp UV thì không được xếp theo kiểu là nó chéo chéo đấy, cái những chỗ nào nó thẳng thì mình nên nên gióng thẳng và sẽ hạn chế những cái đường để xếp cái khối cái miếng UV nó bị chéo. Giả sử như là phần thân súng này, cái phần có chi tiết bằng gỗ này, thì nếu mà chải thì cái phần phần có cái đường chéo này thì mình sẽ để cho nó thẳng, gióng thẳng ra. Thì như thế thì cái việc là hạn chế những cái việc là có cái chi tiết mà nó bị chéo chéo như kiểu là cái hoa văn này thì nó đang bị xếp chéo đi này, thì chéo này thì là nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là nó sẽ dễ gây ra cái kiểu độ phân giải, nếu mà độ phân giải không cao thì nó sẽ dễ gây ra cái việc là nhìn nó bị răng cưa ở những cái chỗ đường đường chéo, hay là cái chỗ mà phần viền mà nó có gọi là được cái đường sim ấy. Đấy, thì cái việc chạy UV hiện tại thì đang chưa đúng lắm,
và những cái chỗ như này này, những cái chi tiết này thì nhìn qua là cái phần nòng súng. Thì nòng súng thì cái diện của nó này là diện hình trụ, thì cái diện này thì mình nên gọi là ép nó thành cái diện phẳng hình vuông này, hình hay là hình chữ nhật đấy, chứ không phải là xếp theo kiểu chéo chéo đâu. Thì hiện tại là cái việc UV thì cũng chưa chưa đúng, những cái chỗ này thì gần như là mình xếp chéo thì là nó sẽ không tối ưu cái diện tích, và những cái chỗ này nó đang bị trống nhiều thì mình sẽ cho những cái object mà làm mà nó nhỏ nhỏ thì sẽ cho vào những cái khoảng trống này để mà tối ưu cái không gian UV, chứ không nên kiểu trải. Thường là mình thấy trải cái kiểu này là trải, thứ nhất là không biết này, thứ hai là cái kiểu là trải theo kiểu là tự động, mà tự động mà mình không biết nữa thì lại càng theo kiểu càng sai, chứ nó rất là khó để mà làm để mà nó tối ưu được. Làm cho game, làm cho phim thì cái việc UV thì cũng khá là cũng quan trọng, nó quyết định đến cái việc chất lượng texture nó có nó có đẹp hay là nó có dễ làm hay không. Tiếp theo nữa là về cái chất liệu. Ở đây thì mình bật qua cái ảnh tham khảo nhé. Thường thì mình làm thì mình sẽ có một cái ảnh tham khảo bên cạnh. Thì nếu mà dùng hai màn hình thì mình sẽ để một màn hình là ảnh tham khảo, một màn hình để làm việc. Còn nếu mà mình làm một màn hình thì mình sẽ để một phần để làm việc, một phần luôn luôn có ảnh tham khảo, cả dựng hình hay là làm texture, nên nên có cái ảnh tham khảo bên cạnh để mình bám sát nhất cái việc mà mình bám theo concept hay là bám theo cái hình tham khảo mà mình muốn hướng đến ấy. Thì nhìn qua thì cái chất liệu bằng gỗ thì cũng đã thể hiện được ra cái chất liệu bằng gỗ này rồi, nhưng mà về những cái hiệu ứng để mà nó tác động lên cái phần chất liệu bằng gỗ này thì đang đang hơi vô lý một chút. Tại vì để ý nhá, cái phần vết xước mà bạn ấy đang làm này, vết xước này nó đang đang bị gọi là bị làm quá lên và nó không hợp lý. Thì cái chi tiết ở ngoài là cái chi tiết mà có chất liệu là kim loại, thì ở ngoài nó không bị xước sát hay là nó bị xước theo kiểu là ở trong trong cái phần gỗ này nó xước như thế, thì nó đang đang xước này đang đang vô lý, ở ngoài xước kiểu khác hoặc trong xước kiểu khác này, và ngoài kim loại xước thì bản chất nó sẽ ở ngoài nên là cái bề mặt nó xước, nó sẽ xước nhiều hơn, còn ở trong này nó sẽ xước ít hơn. Và cái phần chỗ cái này nó đang đang bị đều quá này, cái chỗ này nếu mà sử dụng thì nó sẽ kiểu là bị va đập, thì cái chỗ chỗ cong thì thường là nó sẽ bị va đập và nó sẽ bị bào mòn đi ở cái chỗ này, nhưng mà chỗ này đang bị đều quá. Và phần UV chỗ này nhé, UV chỗ này gần như là mình làm mình cắt ở cái UV chỗ này thì nó sẽ bị lộ ra cái đường sim, mà nếu mà làm không đúng thì làm nó không hợp lý thì sẽ nhìn rất là xấu, và thường súng trong game nó sẽ được nhìn theo cái góc này đấy, nhìn theo ở góc này, hoặc là kể cả súng mình cầm thôi cũng vậy. Thì mình thường là mình sẽ ở cái góc này mà mình nhìn thấy được cái góc camera thì súng nó sẽ thường ở góc này, thì cái chỗ đường sim này gần như là nó cắt đúng vào cái chỗ mà mắt mình nhìn rất là tập trung vào, thì cái việc cắt UV chỗ này đang không hợp lý. Cắt thì thường là mình sẽ che những cái, hoặc là hạn chế những cái việc là cắt ở những cái đỗ chỗ mà nó dễ nhìn thấy như này, thường là sẽ cắt ở dưới đây, và mình sẽ nối 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 cái đường sim của cái ở giữa này vào, có nghĩa là cái phần bằng gỗ này mình sẽ cho là một miếng UV thôi, chứ không phải là hai miếng, là hai nửa như này, sẽ là một miếng thôi để nó hạn chế cái đường sim ở giữa nó rất là xấu và nó gần như là không ai cắt như này cả. Và cái chi tiết để mà làm lên cái phần phần hoa văn này thì hiện tại cái cường độ của nó đang quá cao nên là nhìn nó đen xì, chứ nó không phải là một cái hoa văn mà nó được nổi lên hay là nó được đục lõm vào trên cái chi tiết bằng kim loại. Bản chất nhìn vào hai này thì chả biết là cái chất liệu này nó là chất liệu gì, cái chất liệu hoa văn này nó đen xì luôn, thì gần như là nó sẽ không đúng với concept là một, thứ hai là không đúng với cái ý định của mà bạn ấy làm, chắc chắn là như thế, tại vì là nhìn nó rất là cái kiểu là nói hơi quá, thì nói như kiểu là bị sida. Thường thường mình hay nói theo cái kiểu là nếu mà làm không đúng hay là làm kiểu 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 nó sai sai thì là thường mình sẽ nói cái từ sida, thì đấy là cái từ mình hay nào hay nói với cái kiểu là nếu mà làm nó chưa đúng. Và những cái hiệu ứng ở đây, phần nòng súng, những chỗ vết bẩn này này thì mình cũng phải dựa vào cái việc là phân tích từ ảnh tham khảo và phải có sự logic một chút. Thì nếu mà cái chỗ chỗ ở dưới đây nó bẩn này thì cái phần trên đây bề mặt này nó cũng phải bẩn
tương đối một chút, chứ hiện tại cái bề mặt này này nó đang có độ bóng khá là cao và gần như là khá là mới. Nó chỉ có cái kiểu là những cái vết băm này, những vết băm này thì là có thể là va đập trong cái quá trình sử dụng thì là nó sẽ có những vết băm, vết vết nổi lõm này ở đây. Nhưng mà đồng thời thì cái việc là bề mặt của nó thì nó cũng phải xước sát, và cái phần phần rock nét và cái độ bóng của nó ấy, thì là nó sẽ phải nhám đi, như ảnh tham khảo nó sẽ nhám đi và nó sẽ có nhiều noise. Noise ở đây là noise của những cái phần hiệu ứng mà nó có cái kiểu là dùng trong 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 đời sống mà dùng lâu thì nó sẽ bị oxy hóa. Thì hiện tại cái này đang khá là mới, nó không 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 đúng, nó không sát với cái hình tham khảo mà bạn ấy gửi cho mình. Tiếp nữa là phần phần ở trong phần nòng súng này, thực ra thì nếu mà làm thì không cần nhất thiết là phải để quá sâu này. Để quá sâu này thì cái việc là nó sẽ chiếm cái diện tích UV của mình nó khá là nhiều, mà thực tế thì khẩu súng thì thường là người ta sẽ ít khi nhìn vào chính diện là cái nòng súng, hoặc là nếu mà mình nhìn chính diện vào nòng súng ấy thì mình sẽ phải dựng đầy đủ, rất rất đầy đủ để mà mình thể hiện ra được cái phần nòng súng và cái phần ở trong rồi đấy cơ. Thì như thế thì hiện tại cái chi tiết của phần nòng súng chưa được đảm bảo, và cái việc nếu mà đã không được đảm bảo này thì cái việc tối ưu thì mình không cần nhất thiết là phải cho cái phần nòng súng này nó dài và cái miếng UV của nó chiếm cái diện tích nó to như này. Một cái nữa thì là những cái chất liệu đây này, thì nó đang bị gọi là bị chênh quá nhiều. Đấy, mình chuyển qua một số cái kênh nhé. Đây là base color này, chỗ này là kênh high mask này, kênh rock nét, kênh metallic này. Thì nhìn qua nhé, thì chỗ này là kênh kênh base color, thì cái màu màu này nó đang bị chói quá, thì đấy là lý do sao nhìn cái chỗ này nó cái chất liệu chỗ đồng này nó đang làm rất là chói này. Tiếp nữa là kênh kênh hai, kênh hai mát, kênh hai mát là nó thể hiện cái sự lồi lõm, cũng đồng thời như kiểu tương tự với cái kênh nâu mát, nhưng mà cái kênh hai mát là nó là cái giải màu là đen trắng. Thì hiện tại cái kênh hai mát này nó đang đang khá là rõ ở chi tiết, nó hoa văn nó nổi lên này khá là rõ nên là nhìn nó không được thật. Tiếp đến đến cái phần kênh kênh rock nét này, rock nét là cái độ này, cái chỗ này nó đang bị có độ tương phản quá cao, quá cao nên là nếu mà nó là màu đen thì nó sẽ rất là bóng, còn nếu mà màu trắng hay là màu xám xám này thì là nó sẽ bớt bớt bóng hơn, nó theo kiểu là nhám nhám ấy. Thì hiện tại là cái chỗ này cái sắc độ của kênh rock nét này đang đang bị tương phản cao quá giữa cái chi tiết nó có chất liệu đồng và chi tiết phần gỗ và cái phần nòng súng đó. Thì anh tham khảo nhìn qua thì cái độ độ tương phản giữa những cái chi tiết nó của phần phần gỗ này, phần kim loại này đồng này, và phần nòng súng nó không quá tương phản như thế. Đấy, thì về cái việc làm cái trò hiện tại đang đang có vấn đề chất liệu thì có thể là định danh ra cho nó được rồi, nhưng mà những cái hiệu ứng tác động lên cái chất liệu đấy thì đang đang vô lý. Phần gỗ là đang làm hay quá này, nhưng mà kim loại thì đang bị bóng quá, và những cái hiệu ứng là xước hay là vết bẩn nó cũng chưa thực sự là ổn. Đấy, thì nhìn qua những cái phần chất liệu dưới chỗ này này, chỗ này nếu mà theo thực tế thì cái chỗ này là cái chỗ va đập nhiều thì chỗ này nó sẽ phải bị lồi lõm nhiều hơn, hay là cũng bị xước sát, hay là bị bẩn nhiều hơn hơn là cái phần phần chỗ này. Chỗ này là gần như là cái chỗ tay cầm, tay cầm cầm nhiều thì là chỗ này nó sẽ bóng hơn và nó sẽ kiểu là nó đây này. Nếu mình xem phân tích ở chỗ này thì là tay cầm nó cầm nhiều thì chỗ này nó sẽ kiểu là xình xỉn đen, nhưng mà nó kiểu bóng bóng chứ nó không phải là nó sáng ra như là cái phần phần bị xước. Thì về cơ bản nhìn qua cái bài này thì mới chỉ dừng lại ở cái việc là sử dụng công cụ thôi, chứ chưa có cái tư duy về về dựng hình này, tư duy về hình khối và tỷ lệ này, tư duy về việc phân tích để mà làm ra cái texture hay là những cái hiệu ứng để mà mình khi làm texture nó sẽ dựa vào những cái hiệu ứng để mà mình bóc tách ra và mình sẽ quản lý bằng layer. Thì chưa, các bạn này thì chưa làm được. Thứ tiếp nữa là những cái phần layer ở đây, layer ở trong trong Supplementor này, thì những cái layer này hiện tại đang đặt tên hay là những cái phần hiệu ứng của nó đang tên của nó thì hiện tại đang chưa có cái sự đặt tên ở đây, thì nhiều cái cũng
có đặt tên nhưng mà nó chưa thực sự là quản lý tốt về cái việc đặt tên này. Đặt tên thì nếu mà làm tới chờ nó, cái việc đặt tên layer thì khá là quan trọng, tại vì là mình còn quay lại chỉnh sửa hay là mình có thể là gửi file cho người khác để check chẳng hạn, thì thường là sẽ phải đặt tên để mà cho nó đúng và dễ dễ sửa. Hiện tại cái tên nó đang đang hơi linh tinh. Vậy thì một số nhận xét là như thế. Thì bài này mới chỉ dừng lại ở cái mức gọi là đạt thôi. Đạt gọi là ở này biết biết dùng và biết làm. Ở mức theo kiểu là tự học thì tất nhiên là nó sẽ có tham khảo nhiều nguồn tài liệu, nhưng mà sẽ mình khuyên là nên dựa theo một cái tutorial nhất định để mà mình dựa vào những cái kiến thức của họ, hay là những cái thao tác, hay là những cái công cụ ấy. Mình sẽ dựa vào cái cách làm của họ, sau đó thì mình sẽ hiểu bản chất và sẽ triển khai thành cái mô hình và thành cái kiến thức của mình, chứ không nên theo kiểu tự nghĩ, tại vì bản chất cái này nó sẽ không không theo kiểu là tự nghĩ được, nó gần như là nó sẽ có một cái chuẩn nhất định, thì nên dựa theo cái chuẩn của thế giới, hoặc là dựa theo cái cách làm của một cái workflow của một artist nào đó họ hướng dẫn ấy, thì nên theo. Còn cái việc tổng hợp hay là tự học thì tất nhiên là nó sẽ rất nhiều nguồn tài liệu mà giúp mình để học, nhưng mà mình sẽ phải có cái sự chọn lọc nhất định để mà có được cái lượng kiến thức đúng và mình sẽ làm theo. Ok, thôi mình sẽ dừng lại video này tại đây, thì sẽ nếu mà ai mà có thắc mắc hay là có muốn muốn mình nhận xét một cái bài gì đó mà mọi người đang cần làm, hay là cần cần sự gợi ý, hay là cần sự nhận xét, thì cứ inbox cho mình, để mà nếu mà mình rảnh thì mình sẽ làm video, còn nếu mà mình bận quá thì mình sẽ có thể là nốt lại những cái hình ảnh thôi, còn nếu mà ok thì mình sẽ làm video để mà cho nó trực quan. Thì xin